Kính chào quý vị và các bạn, thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà cô Lợi để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số pho nha. Chào em. Dạ chào anh Tấn, xin chào toàn thể quý vị trên mọi miền của đất nước. Thì ngày hôm nay lại có về một số pho mai vàng muốn giao lưu cùng toàn thể quý vị. Thì địa chỉ quen thuộc của Lợi là ấp Hòa Long, xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại để giao lưu là 0336425620. Thì hình thức ship của mình ngày hôm nay là bao ship toàn quốc quý vị ơi. Thì một lần nữa cho Lợi xin cảm ơn quý vị thời gian qua là luôn ủng hộ cho Lợi nha. Lợi cũng mong là, tại vì Lợi thì cũng còn nhỏ, còn trẻ, cho nên là nhiều khi làm cây cũng sơ sức, hoặc là có thể là giá cả gì đó quý vị cứ điện thoại đóng góp ý kiến cho Lợi nha quý vị. Để rồi vô cây số 1 luôn anh ơi. Rồi chiều cao của em nó là 39, giật cấp 3 cấp tam tài luôn, thì bonsai rồi hoành 30 anh ơi. Rồi. Đó, đẹp ghê chưa, có duyên ghê chưa. Đó, dễ thương. Rồi, cây này giao luôn như đây em. Dạ, giá 1 triệu anh ơi. Rồi, kiểu như mã số 1. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 2. Rồi, cây dáng nghiêng nghiêng rồi bye bye luôn. Rồi, nghiêng nghiêng bye bye đây. Đó. Chiều cao của nó là khoảng 1m9. Rồi, mét 9 bay ra nhiêu đây? Bay ra 60 em ạ. Bay ra 60. Cái này dài cây lên da me luôn. Rồi, chắc cái hoành luôn. Rồi, hoành 114 luôn. Đặt ra là nhiêu? 36 anh ơi. 36. Rồi, tới anh nè. Mộp. Rồi. Cây này giao luôn nhiêu? Giá 2 triệu 2 anh ơi. Rồi xuống cây. Rồi mã số 3. Rồi cao 29 anh ơi. Rồi. Mình 32. Cây này cũng đang kéo nhựa rồi quý vị ơi. Đấy nó nằm vậy đó quý vị. Nó nằm có duyên ghê không? À, giao lưu như em. Dạ cây này giao lưu giá là 1 triệu anh ơi. Rồi xuống cây luôn. Số 4 mà. Rồi mã số 4 nha quý vị. Rồi cho chiều cao nó luôn ha. Chiều dài hay gì đây. Cho chiều dài đi ha. Rồi dài tới cái đuôi nhõng nhõng này là 75. Giống như con thú quá ha. Rồi không biết con gì nè. Nó có hai cái chân nó chồm chồm ha. Đây cái chân này giống như cái đùi á. Rồi có cái đuôi luôn nè. Có cái đuôi luôn, đuôi dảnh dảnh. Rồi. Hoành 29 anh ơi. Rồi 29. Rồi xe qua mặt bên rồi, kia. Không xe bên kia đâu. Để bên đây thôi. Dạ bên đó là giống con chó ha quý vị. Còn bên đây giống cây súng, mua cây cây này là về giữ nhà luôn. Rồi. Đó, vừa có chó vừa có súng luôn hả? Có chó súng, vừa qua ăn chó là cây súng quất cái đùng là xong rồi. Rồi, cái này giao lưu như em. Dạ cái này giao lưu giá 1 triệu 2 anh ơi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi mã số 5. Rồi cây này cũng xịt tược rồi. Dạ cao 90 anh ơi. Rồi cao 90, thân cũng gần dữ ha. Gần dữ ha. Phanh này rồi đó. 34. 34 hoành ha. Rồi giao luôn nhiêu đây em? Giá 1 triệu anh ơi. À, triệu quý vị ơi. Rồi xuống cây luôn. Giá yêu thương ha. Rồi. 6. Mã số 6. Hết thước anh ơi. Rồi cao 1,5 m. Hết thước. Rồi hết thước là 1,5 m á. Rồi giữa tay cành nè. Này xịt tược. Xịt tược ha. Mạnh cây ha. Mạnh lắm. Về trồng luôn. Đây nè. Phúc phúng tược ở dưới đây quá xá nè. Hộp luôn nè. Rồi cho cái hoành luôn ha. Dạ. Rồi đụng cục này né. Né cục rồi là rồi. Cục trong ra coi. Hoành 34, 33. 33, 34 gì ha. Tính 33 đi ha. Rồi tính 33 anh ơi. Rồi để đây quý vị. Cho luôn như em. Dạ 1 triệu 9 anh ơi. Rồi xuống cây luôn. Một mình ảnh sao anh Rinh nổi. Chưa có mở bởi. Chết à.
dảo nha. Rồi, mã số coi dảo nha. Đã. Số 7 em. Số 7 anh ơi. Dảo. Đã. Cao luôn. Cao 141. Rồi, 141 cao. Dáng nó vậy đó quý vị. Đó. Này mới dảo dưới vườn mình nha quý vị. Bông bự đẹp lắm. Rồi, hoành luôn. Hoành 27. Rồi, có cái củ luôn. Có thảo củ này 39. Rồi. Có củ này rồi. Đẹp ha. Dạ. Dảo mà củ đẹp nè. Đó, giao luôn nhiêu đi em? Giá 1.8 anh ơi. Nhanh tay chốt đi quý vị ơi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 8. Dán nó siêu siêu vậy đó quý vị. Siêu vậy đó. Ước lượng khỏi đo. Rồi, mét 6, mét 7 gì đó. Rồi, mét 6, mét 7 chắc là dư nhiều ha. Dạ. Rồi. Mét 7. Đó. Kéo dài xuống cho quý vị thành tay cành ha. Nó dạ. Cũng bị sắc phục áo lính một xíu ha. Bị ít không sao. Ít, ở trên ít à. Dưới đây hình như lá sâm luôn nè. Lá sâm ăn cho mát cái gì. Cho cái hoành luôn. Hoành 29. Rồi, để đó, bể đó luôn á. Rồi, cộng bự không đó. Vậy đó. Rồi. Giao luôn như đây em. Giá 800 anh ơi. Rồi, xuống cây luôn. 800.000 bao ship toàn quốc cho quý vị luôn. Rồi, mã số tiếp theo. Số 9. Số 9. Rồi, cao 53. Rồi, 53. Hoành thân em đó, vị trí này là 35. Rồi, ở đây 35. Bị lỗ mua ở đây là sức xử lý xong hết nha quý vị. Đó ao nè. Đó. Rồi cây này bình 35 bán giá 900 luôn anh ơi. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo. Mã số 10. 10. Dạ cao 73 anh ơi. Cao 73. Vậy có số tài cảnh đó ha. Rồi hoành luôn. Hoành 31. Rồi 31 hoành. Để đây quý vị. Đó. Dạ luôn như em. Dạ giá 1.2 anh ơi. Rồi 1.2. Rồi xuống cây luôn. Rồi cây này dáng đẹp nha. Con gì đây? Con gì đây? Mình thì gân gút thân thì dạng lắc. Rồi chiều dài nó tới đây là 83 anh ơi. Rồi 83. Dán nó vậy đó quý vị. Hoành 36. Rồi 36. Đó. Mặt bên đây nó quay lại. Mặt tiền là mặt mấy bên đây. Dạ. Đó, cái này giao luôn như em. Dạ giá 2.8 anh ơi. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo. 12. Số 12 một cây mai xù. Mai xù nha quý vị. Xù cục luôn. Từ đỉnh xuống tới gốc luôn. Khoảng mặt cắt này hết thước nè. Rồi mét rưỡi nha quý vị. Này chủ trước đã vô nhôm bẻ rồi hết trơn rồi ha. Dạ. Đó là những cái vết xù trong trong thân này quý vị. Đây năm chậu luôn, năm chậu rút ra nha quý vị. Rồi những bạch xù ha. Bên đây nữa nè. Đó. À, thì em cứ xây đi ha. Dạ. Anh quay, em xây đi. Nó cục này mới giữ đó ha. Đó, cục quá rồi cái cục. Đó, kéo dài dài xuống dưới đây luôn nha dạ. Quý vị. Dưới đây cũng có nè. Đó, dưới đây cũng có luôn ha. Đó, mỗi nách nó là có đóng hết. Đó. Dạ. Nào đây nè, ở đây cũng giữ đây ha. Này chảy quá trời bự. Chảy luôn, đây dài xuống luôn nè. Đây cũng có ha. Còn bên đây cái mặt đặc biệt là cái mặt bên đây, quá xá luôn. Chảy đều ra bên đây luôn, ra cục bên đây luôn. Để khá đều luôn. À, đang quay cục xù ha. Dạ. À. Rồi để đây quý vị. Đấy, khá đều. Nôm luôn cắm xuống luôn. À, rồi mình cho cái hoành luôn ha. Khoan ha. Cho hoành cái báo giá ra. Báo giá cây xù này coi. Coi coi. 35 hoành. Coi cái cục bự nhất ở trong cái đoạn xù ra nhiêu. 39. À, 9. Khoan đây. À, cái này giao luôn như em. Dạ cái này giao luôn giá 4 triệu anh. Rồi à, 4 triệu nha quý vị. Rồi xuống cây.
Rồi, mã số tiếp theo. À, mã số tiếp theo của mình là mã số mấy rồi ha Lợi ơi? Dạ, giờ cái em biết liền anh. 13. 13 ha. Đi số anh đọc em biết liền luôn. Rồi, cao. Hết thước anh ơi. À, ở đoạn trên có số tay cành ha quý vị. Dạ, cây mai là mai dảo nha quý vị. Mai dảo. Rồi. Mai rưỡi ha. Dạ, bông này bông tròn đẹp chứ không phải bông dảo mà cánh chuồng nha quý vị. Đúng không? Ừ, thứ đó đó. Rồi, quanh. 29. Rồi, đế nở, đẹp. Nở bậy lắm nha quý vị. Rồi, giao luôn như em. Dạ, giá 1.8 anh ơi. Rồi, xuống cây, một cây phôi số 13 mai dảo nha quý vị. Rồi, mã số tiếp theo là 14. 14. Mai thường, không thấy mặt bông, không có báo. Rồi, 41 quý vị ơi. Rồi, 41. Để to to không ha. Rồi, cho cái hoành luôn. Hoành 33 anh ơi. Rồi, giao luôn như em. Giá 1.2 anh ơi. Rồi, xuống cây luôn, mã số 14. Rồi, mã số 15. Đây, dán nó vậy nữa quý vị. Cao 49. Rồi, hoành luôn. Hoành 27 anh ơi. Rồi, 27 ha. Rồi, cái này giao lưu như em. Dạ, cái này giao lưu giá 800 anh ơi. Rồi, 800 ngàn, mã số 15. Rồi, mã số 16 đây quý vị ơi. Một phôi cũng khá to đây. À. Rồi, chiều cao của... cái mặt bầu. 55. Rồi, hoành này cũng khá to. Dạ. Bốn mấy đây? Số đẹp luôn, 44. 44 luôn. Đó, bộ rễ đây. Rễ cũng khá khá đều ha, cắm được xuống. Bự có, nhỏ có. Rồi, da nó nè. Này nó lên xù cốc luôn nè. Cốc ha. Cốc cám nè. Nè. Nè, hộp hộp nè, đây bự bự nè. Còn đây đến da me. Rồi, cây này giao luôn nhiêu đây em? Dạ, 3.2 anh ơi. Rồi, 3.2 quý vị ơi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 17 quý vị ơi. Rồi, chiều cao 63. Rồi. Hoành đây đi. Lên trên chút. Hoành 38. 38. Cây này già cây lắm nha quý vị. À, để đây. Ừ, đấy cũng được. À. Quấn tròn 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 là... gì đây ha? Mốt nó bể á. À, bể anh sụ hả? Không bể làm gì không biết hả? Giờ nó có sụ đâu báo. Ừ, bể gì không biết. À, giao lưu gì bao nhiêu đây em? 2.5 triệu anh ơi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 18 quý vị ơi. Rồi, 18 đây quý vị. Rồi, cho chiều cao luôn. Rồi, 46 anh ơi. Hoành. Hoành đây. 33. Rồi. Cho luôn như em. 900 anh ơi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 19 nha quý vị ơi. Chính là cây mai dảo nha quý vị. Mai dảo. Bông cánh tròn đẹp lắm. Cổ ghép. Rồi. Chiều cao nó 97. Giót lọt nè. Đo cái giót lọt chơi. Đọt đọt như 8. Đọt đọt 8. Xịt từ coi nha quý vị. Quá mạnh cây ha. Dạ. Mạnh nhiêu đây? 36. 36 hoành. Rồi, để đây quý vị. Rồi, giá 2.5 triệu quý vị ơi. Để trại cũng đều quá ha. Dạ, 2.5 triệu cho mai dảo luôn. Mai dảo. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 20 phía sau lưng. Ui, lên luôn. Mạnh quá, sao mạnh ha. Rồi, được, quá chừng luôn rồi. Cái mai này mai rẻ. 43 anh ơi. Hoành 30 luôn. Rồi, đó, được đó. Bắn phà phà luôn. Bắn phà phà luôn, về trồng ghép được rồi quý chị ơi. Rồi, cây này giao lưu như anh em. Dạ, cây này giao lưu giá 900 anh. Rồi, xuống cây luôn.
Rồi phụ lên cây 21 luôn. Cây 21. Rồi 21. Rồi 1 2 3 4 5. Đó, giống như bàn tay đang bắt ấn ha. Dạ. 65. Nè nè nè, giống hai con này đang chậm lại mà giống bắt ấn gì nè quý vị. À, bắt ấn ha. chậm à, đó là đang bắt ấn luôn á. Rồi hoành luôn. Rồi hoành 24 anh ơi. Rồi, để nè quý vị. Rồi, đây là Phật thủ đang bắt ấn. Đó quý vị, Phật thủ bắt ấn ha. Yep. Giá 700 anh ơi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi cái tiếp theo. Cây này già cây lắm à. Cây nó hột lục cục dưới ha. Quá trời luôn. 22. Nó mấy cái này nó nổi cục rồi xong nó lủa vô trong đây nè, khô rồi. Như vậy. Cứng xàm rồi, không có vấn đề gì hết. 59 anh ơi. Rồi. Rồi nó cục đây quá trời, né. Rồi né mấy cục nha. Né lên đây cho chắc cú khỏi né. Dạ, 29. Chỉnh luôn. Quay cho anh quay mấy cái cục ở trên lại coi. Dạ. Đây nè quý vị. À cây này vô luôn như em. Dạ giá 1,5 triệu à. À 1,5 triệu rồi xuống cây luôn. Rồi, lên cây tiếp theo luôn, 23 phải không? 23. 23 quý vị ơi. Cây này cũng khá là già cây ha. Dạ. 96 anh ơi. Rồi, xây luôn. À. Có con sơn sâu cặp mới đây. Dạ, cây nổi cục mình. Dạ, cây này già dữ ha. Dạ. Rồi, hoành 33 yếu 32. Rồi. Yếu miếng. Tại siết sao giãn thước luôn rồi đó. Dạ. Rồi, giao luôn nhiêu đây? Dạ, giá 900 anh ơi. Rồi, giá yêu thương luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi cây cuối cùng ở phía sau là mã số 24. Rồi mã số 24 quá mạnh cây rồi ha. 62. Rồi dài 62. Xíu chắc là lại cắt ngắn vậy cho nên nó gãy như vậy, cắt xuống vậy luôn nè. Này lạc bỏ con, lạc bỏ ha, là cắt xuống cái này cái mầm này cho nó mạnh còn đó. Lại cái mà còn dính mầm lại phải không, cắt lên chừa cái mầm này. Rồi chừa lại mầm nhỏ dưới cái gì. Dạ. Rồi cho cái hoành luôn. Ba mươi lăm. Rồi để đây đó. Rồi giá 1,2 triệu luôn quý vị. Rồi có 1,2 triệu à. Rồi nhanh tay chốt quý vị. Rồi video mình đến đây là kết thúc rồi quý vị ơi. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị video tiếp theo. Xuống cây, nói không?